cậu ném dao trúng cổ khiến cháu bé 4 tuổi tử vong. Theo đó, chiều ngày 14 tháng 11, tại nhà ông Nguyễn Công L, 50 tuổi ở thôn Bình Tây, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, người con trai ruột là Nguyễn Công Mông, 30 tuổi, có tổ chức ăn nhậu với một số bạn bè. Sau khi tan tiệc, Nguyễn Công Mông bức xúc và lớn tiếng với cha ruột. Đối tượng này lấy con dao trong nhà ra ném theo hướng ngoài sân với mục đích hăm dọa, thì vô tình lưỡi dao rời khỏi cán bay vào trúng cháu ruột 4 tuổi của Nguyễn Công Mông đang ở ngoài sân chạy vào nhà. Do bị thương nặng, cháu bé đã qua đời trong lúc đưa đi cấp cứu. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ việc.